kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Trung Hoa. Thưa quý vị khán giả, bản tin đầu tiên cùng quan tâm đến sự việc Trung tâm dưỡng hộ Đại Long Đài Bắc được chính phủ thành phố giao phó cho Hội Quỹ Y Tiên quản lý kinh doanh, nhưng nhân viên từ chức đã tố cáo với Đài Truyền hình Trung Hoa, chủ nhiệm không chỉ bán trộm đồ quyên góp của các hộ khó khăn, tã, sữa còn đều cắt giảm để người nhà bệnh nhân phải tự bỏ tiền túi mua. Ngoài ra còn phát hiện bệnh nhân thường xuyên ăn không no, 50 người thì chỉ được ăn 35 hộp cơm, nhưng sợ bị rời khỏi trung tâm nên đã không dám lên tiếng. Mặc dù hội quỹ này đã thừa nhận sơ suất và tiến hành cải thiện, thế nhưng cơ quan chỉ đạo cục xã hội thành phố Đài Bắc lại không có phản ứng gì trước sự việc này. Hội quỹ Y Tiên được thành lập 33 năm, có ở khắp mọi nơi trên toàn quốc, một ngày chăm sóc 8.000 người khuyết tật. Chính phủ thành phố Đài Bắc đã giao phó việc kinh doanh quản lý cho hội quỹ này, giống như trung tâm dưỡng hộ này có rất nhiều. Nhưng có một nhân viên đã tố cáo, Trung tâm dưỡng hộ Đại Long Đài Bắc đã ngược đãi bệnh nhân ở đây. Thực tế đến trung tâm dưỡng hộ nằm ngay cạnh chùa Khổng Tử này, nhìn bên ngoài, kiến trúc rất mới mẻ, bệnh nhân ra vào tự do. Nhưng khi phóng viên đến phỏng vấn thì phát hiện cuộc sống của bệnh nhân nơi đây vô cùng khổ. Không chỉ ăn không no, bệnh nhân phải đặt ống mũi, cuộc sống ở đây đều chịu rất nhiều ngăn cấm. Những vật được khuyên góp không những không được đến tay bệnh nhân mà còn được định kỳ mang đi bán. Vì lo sợ bị đuổi ra khỏi trung tâm nên các bệnh nhân ở đây đã không dám lên tiếng. Một hội quỹ mang đầy tình yêu thương hiện nay lại bị phát hiện làm nên những điều phụ lòng những tấm lòng yêu thương đối với bệnh nhân bị khuyết tật. Vì muốn thẩm mỹ để hồi xuân, suýt chút nữa đã hủy hoại khuôn mặt, ca sĩ Lý Bội Thanh được mệnh danh là ca sĩ mặt trăng, 3 năm trước bỏ ra 90.000 để thử trị liệu PRP, tự thân điều trị tế bào gốc trẻ hóa, được đồn rằng có thể giúp cô trẻ hơn 10 tuổi. Không ngờ sau khi tiêm xong, phần mặt bị sưng phù, đỏ ngứa, bên trái mặt thậm chí còn lồi lên giống như hàng kiến đang bò. Khuôn mặt bị hủy hoại, cô mất đi tự tin. Gần đây cô kiện cáo phòng khám và đòi bồi thường, nhưng kiện cáo lại thất bại và cô tố cáo với giới truyền thông. Ca sĩ mặt trăng Lý Bội Thanh cầm bức ảnh so sánh trước và sau khi trị liệu ở viện thẩm mỹ, khuôn mặt xinh đẹp trước đây của cô hiện nay lại xuất hiện một vệt như hàng kiến đang bò, vừa đỏ vừa ngứa. Cô tố cáo 3 năm trước đến viện thẩm mỹ để tiếp nhận trị liệu PRP và tự thân điều trị tế bào gốc trẻ hóa. Bác sĩ nói có thể giúp cô trở nên trẻ hơn 10 tuổi và còn làm thêm trị liệu kéo da nhưng kết quả lại trở nên như thế này. Hoài nghi trị liệu này không hợp pháp và đã viết đơn kiện phòng khám nhưng pháp quan đã phán cô thua kiện. Căn cứ Y tế công văn, cơ sở y tế viện sở, nếu đối ngoại uy xuyên rằng cái PRP có mỹ dung hiệu quả thì nó phải theo quy định xin trình qua người thể thí nghiệm. Nó bệnh viện của y viện thì không có qua người thể thí nghiệm. 但是法官认为说，这个医美诊所跟李佩卿小姐说有这个疗效，这个不算对外宣称医疗疗效。那我们诊所也并没有向就是李小姐宣称疗效。那就是我们认为，如果李小姐要提出这份主张，应该是要自己提出证据。 Chỉ cần không tuyên bố hiệu quả trị liệu đã thực hiện trị liệu là hợp pháp hay sao, hay là vì sao người dân trị liệu tại viện thẩm mỹ đều phải tự chuẩn bị máy quay, ghi hình để lấy chứng cớ. Bộ Y tế Phúc Lợi đối với vụ án này chỉ giải thích nếu người dân trị liệu ở phòng khám bên ngoài nên cẩn thận và tìm hiểu kỹ. Nhưng điều quan trọng là sự quản lý lỏng lẻo về việc trị liệu thẩm mỹ này thật nghiêm trọng. Lý Bội Thanh nói mặc dù đã qua 3 năm nhưng cô vẫn kiện cáo vì mặt của cô đã bị hủy hoại. Gần đây xuất hiện hạt sen độc. Đài Trung một người đàn ông 66 tuổi họ Lâm buôn bán và sản xuất hạt sen gia công. Năm ngoái bị Cục Y tế Vệ sinh phát hiện, ông ta đã dùng oxy già để ngâm hạt sen. Sau 8 năm đã tích lũy bán số lượng hạt sen lên tới 11,5 vạn cân tính theo cân của Đài Loan. Những người tiêu dùng vô tội đã ăn phải, Cục Công tố viên hôm qua đã dựa theo luật vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm tố cáo người đàn ông này. Người kinh doanh dùng nước trong thùng nhựa đổ vào túi đựng. Những nước này được kiểm nghiệm ra có thêm chất gia công công nghiệp oxy già. Người đàn ông họ Lâm đã thừa nhận dùng chất này ngâm hạt sen và đã ngâm được tới 8 năm.
购买了这些干货莲子之后，浸泡了这个双氧水的药水，然后贩售到这个传统市场的通路。Cục công tố viên cho biết người họ Lâm này vì muốn cho hạt sen nhìn đẹp và ngon nên đã dùng oxy giả tẩy trắng và trộn với những hạt sen tốt và bán với giá rất cao ra thị trường. 8 năm qua đã bán được khoảng 115.200 cân hạt sen tính theo cách tính của Đài Loan, ước tính đã kiếm về 1.728.000 đài tệ tiền bất hợp pháp. Chất oxy giả này thường xuyên sử dụng sẽ gây đau đầu, buồn nôn và các triệu chứng khác. Bị cá bổ chứng chứng hay là chứng chứng này. Chứng bộ phiểu bài đó hoa, là khả năng trần khớ đề liên tử đô ý chứng hẳn chuyên nhìn là bài sơ. Nếu hạt sen chưa được ngâm qua oxy giả thì sẽ như thế này, màu hơi vàng, phần đầu hơi có màu cà phê và có mùi thơm thoảng của hạt sen. Mùa hè tới, người dân thích uống canh hạt sen mộc nhĩ, vừa mát vừa hạ hỏa. Nhưng khi mua hạt sen thì nên chú ý, nếu quá trắng thì nhất định là có vấn đề, không nên ăn. Còn nhớ dịp Tết xuân năm nay có liên tiếp 9 ngày nghỉ, Tết Thanh Minh được nghỉ tới 4 ngày cũng vừa kết thúc, nhưng năm sau nghỉ Tết có thể sẽ không được nghỉ nhiều như vậy. Bởi vì năm sau dịp Tết chỉ có được nghỉ 6 ngày, nhưng tổng số ngày nghỉ sẽ vẫn giống với năm nay, tổng cộng có 116 ngày nghỉ. Có một dân mạng đã nghĩ ra cách xin nghỉ làm, chỉ cần xin nghỉ 2 ngày là Tết có thể liên tiếp nghỉ 10 ngày. Gặp phải kỳ nghỉ liên tiếp, các khu vườn vui chơi, các địa điểm du lịch lại chật kín người. Người dân lợi dụng ngày nghỉ để đi chơi tham quan. Năm nay nghỉ Tết có 9 ngày, Tết Thanh Minh nghỉ 4 ngày, nhưng năm sau nghỉ Tết chỉ còn có 6 ngày. 小的时候当然是有差啦，就是说出去玩的话，可能就会考虑一下这样子。对，就干脆在家就好。嗯，如果长一点会出国，但是对，就变国内旅游。 Không muốn rút ngắn thời gian nghỉ, có dân mạng đã đặt ra công lược xin nghỉ phép. Từ cuối tháng âm lịch đến mùng 1 tháng 2 nghỉ 6 ngày, nếu mùng 2 tháng 2 và mùng 3 tháng 2 nghỉ 2 ngày cộng thêm cuối tuần, vậy là 6 ngày nghỉ trở thành 10 ngày. Và còn kỳ nghỉ 228, 4 ngày, ngày 1 tháng 3 đến ngày 3 tháng 3 xin nghỉ 3 ngày là có thể xin nghỉ 9 ngày. Hoặc Tết Thanh Minh xin nghỉ thêm 3 ngày cộng thêm cuối tuần, vậy là được nghỉ 9 ngày. Nếu như không được xin nghỉ phép, cũng không nên quá thất vọng, vì năm sau số ngày nghỉ vẫn giống với năm nay, tổng cộng có 116 ngày. Nghỉ liên tiếp 3 ngày đã có 6 lần, người dân muốn nghỉ ngơi có thể bắt đầu lên kế hoạch cho mùa năm tới. Kính thưa quý vị và các bạn, kiệu rước Ma Tổ Đại Giáp buổi trưa ngày hôm qua đã đến thôn Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa. Có hàng vạn tín đồ đã đến đón rước kiệu, các tín đồ bao quanh kiệu, náo nhiệt vô cùng. Hơn nữa, điều đặc biệt hơn là ông Hồ Kim của cung Tần Thiên, Tân Cảng, Gia Nghĩa cũng đến để nghênh đón rước kiệu Ma Tổ. Người rước kiệu ông Hồ Kim với tư thế quỳ đón Ma Tổ làm cho các tín đồ ở đây đều cảm thấy ngạc nhiên, nói quá đặc biệt. Ma Tổ Đại Giáp đã đến Gia Nghĩa rồi. Tiếng pháo nổ râm ran, ông Hồ Kim của cung Tần Thiên cũng đến nghênh đón. Người rước kiệu ông Hồ Kim quỳ xuống đón tiếp Ma Tổ. Chủ tịch cung Chân Lán ông Yến Trinh Peo nghiêng mình bên kiệu của Ma Tổ. Huyện trưởng huyện Gia Nghĩa và chủ tịch cung Tần Thiên cũng đều có mặt để đón rước kiệu Ma Tổ. Nhìn từ trên cao xuống, các tín đồ có tới hàng vạn người tụ họp đến đây, có gần 50 vạn người đến rước kiệu từ đầu cầu đến cuối cầu, rất đông người. Ma Tổ Đại Giáp về phía Nam dâng hương, năm nay đã là năm thứ 29. 11 giờ sáng hôm qua, đội gõ kèn trống và đội cờ đã đến cầu lớn, phân cách giữa Vân Lâm và Gia Nghĩa. 12 giờ 30 phút trưa ngày hôm qua, tín đồ đã quỳ đợi sẵn để đón rước Ma Tổ. Mọi người đều đang chờ đợi kiệu Ma Tổ và hy vọng sự xuất hiện của Ma Tổ sẽ mang đến cho họ bình an và hạnh phúc. Bản tin thời sự xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị khán giả và hẹn gặp lại.